nếu bạn muốn cầu nguyện. Cầu nguyện để làm gì? Có nhiều người nam, người nữ, họ dành cả đời mình để cầu nguyện với Thiên Chúa trong nơi kín đáo của đan viện, cũng như trong tâm hồn họ. Điều này mang lại một cái gì đó chăng? Tất nhiên rồi, đó như là một buổi trò chuyện thân mật với một người bạn. Bạn muốn kể hết tất cả những gì đã diễn ra trong ngày cho bạn mình. Điều đó chẳng mất mát gì cả. Nhưng về phần bạn, bạn hiểu hơn về người bạn của mình. Cầu nguyện cũng gần giống như vậy, nhưng nó còn mạnh mẽ hơn. Khi bạn hạnh phúc hay buồn rầu, Thiên Chúa luôn lắng nghe bạn. Cầu nguyện không chỉ đơn giản là xa lánh những gì ồn ào bên ngoài để lắng nghe âm thanh bên trong của tâm hồn bạn. Cầu nguyện là lắng nghe Thiên Chúa nói với bạn. Điều đó chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng chúng ta có cả một cuộc đời để học hỏi và thực hiện điều ấy. Ai cầu nguyện? Dù bạn cầu nguyện một mình hay với những người bạn của bạn, bạn có thể xưng hô với Thiên Chúa bằng hàng ngàn cách khác nhau. Lạy Thiên Chúa của con, lạy Cha, Đấng tối cao. Bạn cũng có thể cầu nguyện với Chúa Giêsu hay với Chúa Thánh Thần. Bất cứ đâu, 24/24 giờ, trên một ngọn đồi, trong phòng cùng với bố mẹ hay trong chính căn chòi của bạn, Thiên Chúa hẹn gặp bạn mọi nơi. Bạn cũng có thể cầu nguyện với những người anh em họ hàng, trước bữa ăn, sau bữa ăn, sau khi đi dạo, trước khi đi ngủ hay trong thánh lễ. Thiên Chúa hẹn gặp bạn mỗi lúc. Toàn bộ thân thể, bạn hãy làm dấu thánh giá để chỉ ra rằng Thiên Chúa bao bọc toàn bộ con người bạn. Bạn có thể nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng Thiên Chúa thì thầm bên tai. Bạn có thể quỳ xuống bởi bạn nhận thấy rằng mình thật nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Bạn có thể nắm lấy tay người bên cạnh nếu bạn cùng cầu nguyện với người khác. Đứng hay ngồi, tùy bạn thấy tư thế nào là phù hợp nhất để cầu nguyện. Cầu nguyện với từ ngữ của tôi hay của người khác. Bạn có thể cầu nguyện với những từ ngữ mà bạn dùng hàng ngày như cảm ơn, xin lỗi, tại sao, xin làm ơn, hoặc những từ ngữ mà bạn sáng tạo cho riêng bạn để thưa chuyện với Thiên Chúa. Bạn còn có một cách thể cầu nguyện với một bài thơ, một lá thư hay một bài hát. Cách đây hàng trăm năm, có những tín hữu đã viết Kinh Thánh. Cuốn sách này được chính Thiên Chúa linh hướng. Để cầu nguyện, bạn có thể đọc một đoạn trong cuốn sách đó, rồi ghi nhớ lấy một câu nào đó. Bạn hãy cầu nguyện cùng bạn bè, với người thân. Bạn đừng quên chia sẻ những lời nguyện của bạn với mọi người. Sẽ rất tuyệt vời khi nhiều người cùng nhau cầu nguyện, thinh lặng hay nhảy múa. Bạn có thể cầu nguyện trong thinh lặng như với một người bạn, ngay cả khi không cần nói nhiều, nhưng các bạn vẫn cảm thấy thoải mái bên nhau. Nếu bạn muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, hay thêm vài thứ, một cây nến, âm nhạc, một hình biểu tượng đẹp. Tuy nhiên, cầu nguyện không nhất thiết là sự thinh lặng.
Bạn có thể thổi sáo, nghe một đoạn văn hay diễn một vở kịch với những người bạn. Thiên Chúa cũng thích những động tác và những tiếng cười hồn nhiên.